phải cái. Rồi bạn, bây giờ mình đang ở Đắk Nông các bạn, ở Kiến Đức nha. Trong cái chuyến đi thì lúc mình hẹn thì rất là nhiều người ở trong một tỉnh, nhưng mà cũng có một số anh em khi mà mình tới thì mấy ảnh đi làm nè. Rồi lúc mà ảnh về thì mình lại đi qua rồi mình lại biến quay lại. Với lại bây giờ tình hình dịch nó đang rất là căng thẳng nên mình sẽ rút gọn bớt, thì mỗi tỉnh mình chỉ còn ghé một hai người thôi, chứ còn không có ghé nhiều nữa, hoặc là mình sẽ tạm dừng cái chuyến đi lại ở Tây Nguyên xong luôn, là mình cũng đi đủ các tỉnh nhưng mà có điều là sẽ ít lại, không có còn nhiều như trước nữa. Tối hôm qua thì bây giờ mình đang ghé vô trong ở đây là Đắk Nông các bạn, và đây là nhà của ba mẹ mình. Các bạn thấy mình có ghép video không? Vô trong này thì ăn uống đồ các kiểu, tối đi bắt dế vui lắm các bạn. Dế nó tự động nó bay vô nhà, mượn dế bằng con cái à, đã lắm kìa. Nói chung là bắt con dế nó vui lắm, tại nó bự các bạn, bự cực kỳ luôn. Để không biết là có làm được món gì ăn không thì không biết, mà nhân viên em mình nó kêu à, để nó về nó làm cho. Và hôm nay mình đang ở nhà của ba mẹ mình ở trên Đắk Nông, tại vì mình thì ở Vũng Tàu từ nhỏ lớn, nhưng mà ba mẹ mình thì ở trên này được hai mấy năm rồi các bạn, và bây giờ cũng lớn tuổi rồi, và sắp mình chuẩn bị mình rước ba mẹ mình về ở dưới mình ở dưới Vũng Tàu. Thì ở trên này đang ba mẹ rất là nhiều đồ, và ba mình thì là chơi lan và có bán những cái chậu lan nhỏ vậy đó, bán cho dân địa phương ở đây, chứ ba mình không biết đăng lên mạng cho lắm. Nên bây giờ mình muốn quay cái video để thanh lý các bạn, để thanh lý lan. Thì ví dụ những cô chú anh chị em nào mà cũng muốn có chơi lan á, thì tại vì mình không phải dân, không biết gì hết á, mình không biết về lan nên mình không có biết cái gì đó hết, nên mình chỉ quay sơ sơ để mình nói cho các bạn xem thôi. Còn ví dụ mà mọi người mà cũng muốn mua lan á, thì tại đây là ba của mình, thì mọi người có thể mình sẽ để trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình luôn, các bạn có thể gọi điện rồi trao đổi trực tiếp với ba mình là muốn mua cái chậu gì đó, tại vì bây giờ thanh lý thì mình nghĩ thì nó rẻ, từ 100-200 ngàn gì đó các bạn, cho tới khoảng chừng 300-400 ngàn gì đó một chậu. Thì bây giờ mình sẽ đi quay sơ sơ và mình hỏi ba mình là tên nó tên gì và số lượng như thế nào, bao nhiêu gì đó, rất là nhiều luôn các bạn. Nên mình sẽ quay, rồi mọi người có cần á thì mọi người cứ gọi điện trực tiếp số điện thoại bên dưới để cho nói chuyện với ba mình, rồi có gì thì cứ add Facebook hay gì đó, rồi ba mình quay trực tiếp cái cây đó để đưa cho các bạn xem, rồi về
về công tác vận chuyển hay là thanh toán thì cũng giống như làm việc với mình vậy đó, là các bạn có thể xin số tài khoản, chuyển khoản vào rồi ba mình ra gửi cái xe về, đóng gói lại và gửi xe về đâu đó, về bến xe nào đó rồi các bạn ra nhận thôi. Thì cái đó là cái hình thức mua bán online hiện tại bây giờ đó các bạn. Còn ai đã làm việc với mình rồi thì từng biết mình thì ok đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay sơ sơ cho bạn xem về những cái lan đó nha. Để các bạn, đây nhà ba mẹ mình thì ở trên trên vùng cao, thì trên vùng cao Tây Nguyên thì ở có hai vợ chồng làm ba cái, có một cái vườn, có một cái trại heo rất là to ở sau mà bây giờ già rồi làm hết nổi rồi. Rồi bắt đầu làm cà phê, trồng sầu riêng, đồ vườn cây ở sau rồi ông lớn các bạn. Đi mình mỏi mỏi chân lắm mình không đi xuống. Bây giờ ba mình chơi mấy cái lan này nè. Đó, lan này lan gì cây gì mình không biết nè. Đây. Đó, lan quá trời luôn. Mình không biết cái gì hết. Đó các bạn. Đây là những cái chậu mà ba mình chuẩn bị đang 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 nói là để thanh lý các bạn. Để thanh lý thì các bạn biết tên hoặc là các bạn muốn mua cái cây nào đó thì các bạn cứ gọi cho số trực tiếp luôn màn hình. À, đó quá trời cây này, có cái cây gì đây mà cái bông nó cao ghê không, thấy cao hơn người luôn á. Rồi qua đây đây, đây quá trời này. À, do trên này thì cảnh vật với lại sắp xếp nó hơi tùm lum đồ nghề xíu, các bạn thông cảm nha. À, để mình ra cái vườn lan cho các bạn xem. Đây là máy tưới nè các bạn, máy tưới nè, phun thuốc hay gì đó, là có bé tưới đây. Nói chung ba mình làm kỹ lắm, làm rất là kỹ luôn. Đó đây nè, đây cái vườn lan quá trời trời, các bạn thấy không, rất là nhiều luôn. Bây sáng sớm là ba mình sẽ đi 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 ra đi tưới ba cái, đi làm gì á. Mấy cây này cây lớn hả ba? À có ghi gì nè, ba ghi gì vậy? Cái này ba ghi gì? Đây là do ám hòa bình À, ám hòa bình, là tức là cái à, cây hoa nó ra nó tên là ám, rồi xuất xứ của nó là ở Hòa Bình phải không? đây là ám hòa bình, còn đây là núi Chúa Bình Thuận. Chú Bình Thuận Nó ra tới mầm gốc quá trời luôn, à, đấy hả, mầm đấy hả. mầm gốc đây đang ra cho nụ. À, cái cây nó dài lên tới đây Nó dài vậy đó. quá trời luôn. Cái này Còn cũng vậy đây hả? là tuyên quang. Ủa sao ban bỏ một chỗ thôi? Lý do cái này là ví dụ như cái thời gian hồi xưa mình mua cái con á, ví dụ mình mua đâu phải mua một chỗ, cái về tới đâu cái mình chơi tới đó, cứ ghép vô chứ. Đây là phân nè. Đây là phân, Còn cái tên nó đâu ạ? này là đất coi, Đã coi là ở đây hả? đất coi là trực thuộc của vùng Tây Nguyên. Mà còn cái cây này cái gì? Nó là gọi là phi điệp hết. À, cái cây nó dài đây. À, sắp ra bông luôn nè. Ở đây đang là bông mà nụ to, bông to. Ở đây chủ trong này ba chồng chủ yếu cây này không hả hay sao? Không, đây rất nhiều, đây là vàng phi điệp hết. À, một Còn vàng ở này là đâu phi vô điệp. kia là không có nhiều lắm. Đây Đây cho là một nụ hoa bây giờ đang sổ bông rất đẹp đây bà con, bắt đầu mới bung thôi. Thằng này là ma bó, tất nhiên ma bó là cũng hàng Tây Nguyên luôn. có như cái Ma chậu này, bó rồi bây giờ là nó cũng hơi như hiếm. cái chậu này đẹp nè. Còn đây là À, nó ra 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 nước hay ra gì đây, ra rễ đây luôn không thì nếu bây giờ mình cắt cái này mình mới ương, ạ? À, cắt ra là cắt cái ương này được cho luôn, vô chậu. dài quá trời luôn. Nó nứt nứt dài dài lên như nè. Nhưng sao tự nhiên đang có cái cành đây ra bông không ra mà ra rễ? Bông ra đây rồi, ra đây À, hết rồi, ra hết rồi hả? ra bông tàn rồi, bắt đầu nứt nè, nứt này Quá trời, thân rồi, thấy đẹp ghê không? con có biết gì đâu đẹp. Mầm gốc đẹp ghê không? Ông quay lên đưa người ta coi là người ta sẽ biết, để nhìn cái lá. Giống như trang đây, để nó bám vô cái cục phải phân luôn. Đây là phân dê. Rồi vô đây thì mình nó có nhiều loại lắm. Bám vô cái cây này Ví dụ đây là hạt vỉ, cái giọt vỉ. Còn trên đó là hoàng nhạn. Đây cái dạng hoàng nhạn bắt đầu cho đăng cho bông đó các bạn. nè. À, quá trời cục cục bằng làm bằng thích. Mình Đây thích đây là cái con, mấy cái cục này hơn các bạn. đây là con Mình thích mát cái nè, này hơn nè, không? đó đó Cái này nó với nhìn nó hay hơn bỏ vô mấy cái chậu. đó, đây là con Nó mát quá nè, trời nè. đẹp là đẹp cái rễ này nữa nè. À, vậy hả? Nó giờ bắt đầu ra bông nè, nụ nè.
đó mấy anh em đó. mà chơi lan à, Đó đó là nhìn mới biết nha, còn à, mình chịu ở đây nụ nè, đó đó các là bạn thấy hoàng nhạn không, nụ của cây hoàng nhạn, lan hoàng nhạn. rồi, còn bên kia là thủy tiên đang cho bông, À, cái cái cây kia bông bông đẹp đẹp ghê kia, cái không? công À, cây đó kia quá nguyên trời đẹp. nhà, nguyên dãy Đây bên bên này kia nè, hết á, bên này có cái bông bự nữa mà. Đó, tập trận sổ bông cái chùm này chuẩn bị chỗ bông nè, cái chậu bự không, chậu rất là to luôn, quá trời luôn nè. nè, nguyên một vàng này luôn, Đó, còn nguyên cái một gì vàng hết. luôn nè. Còn trên đây á, là hoàng nhạn, bạch nhạn, còn chồn vô đây này, con vô coi chồn xuống đó. Chồn Ờ, đó đang sổ bông đó, giống như mình kêu người ta dọn lại đó. à, Ờ, đây mà, đây nguyên cái dàn đòn chồn đang ra bông nè, đây, thấy dàn chồn. Còn bên này là kiếm, à, đây kiếm. Hồi đó giờ con kiếm thấy cái cây này không thấy bông nè, có, bây giờ bắt đầu đang cho bông hồi đó đi 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 nhà ở ngoài mấy anh khách hàng quá trời cái cây này luôn nè, nè. bông á. À, bông dài dữ vậy hả, Ờ, bông thòng xuống nè, trời, bông rồng thòng xuống dưới đất luôn. đây là mới năm đầu nha, đó mà À những năm sau đó thòng mới tàn rồi đó. à nó Bây cũng giờ là bây giờ mới năm đầu, mấy năm sau là nó ra đầy hết đẹp lắm. à, bây giờ cũng mới thấy được cái cây này nó có bông nè, tại thấy nhiều Đó, người góp lắm nhưng mà không có thấy bông, nó gọi là kiếm. hồi nãy mới thấy đâu đây. À, đây 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 bạn, đây nó nở nè, nó đang chuẩn bị nở không Bông to đó, đó, bông này to ghê luôn, đó thấy không, đây là cái lan kiếm nè. nó nhiều loại lắm. Ủa con thấy mấy người họ hay bỏ cái này dưới đất nè, sao kỳ Thì ta. người ta chơi có không gian á, là người ta chơi chậu sứ, tới À đâu người ta để trong chậu luôn, nuôi cho to ra phải không, mình không có không gian. thôi quá trời luôn, tại vì nhiều quá nên mà nói hết thì Còn đây là hoàng nhà, à đây là nhạn tháng 8 đây, dạng tháng mua 8 từ cây bé mà nhạn tháng 8, bây giờ cái hàng này thì nó rất hiếm. nó ra cái Ờ, gốc bự không, nó bám à, tùm bắt lum rồi, đầu dẫn bám ra từ rễ này nè. bám. Lai Châu là Nghinh Xuân á, đấy, có ba miền người ta gọi khác tên nhau. À, cái chỗ gọi này chỗ gọi kia Ừ, chỗ là mà Nghinh mấy cây Xuân, này không có chỗ Lai bông đó Châu chưa đâu, nó lớn mà bạn. bông nó thì nó giá trị bông nó cao lắm. Ờ, thấy thằng này bây giờ nó ra bông đẹp ghê, mấy thằng hoàng nhạn đẹp ghê không? Chồn, hoàng nhạn, bạch nhạn, quế, hoàng nhạn, Quá trời, nói chung là cái quá dãy trời thủy luôn, tiên nói này chung cũng đẹp mà hơn nhiều bên kia. nhiều loại đó các bạn. Thì Ờ, hôm nay mình chỉ quay sơ sơ các bạn xem cái vườn bên của ba mình rất là nhiều nha, và ba mình đang thanh lý để chuẩn bị đi về quê với mình, thì dưới đó không có chỗ để trồng mấy cái này chứ, bỏ trên này thì có thằng em mình nó chăm thì cũng cũng được, nhưng mà cái điều là nó chăm hơn, sợ nó chăm mất đi cái giá trị của cái cây này, rồi lâu ngày nó bỏ quên đi thì cũng hơi uổng, nên bây giờ ba mình sẽ thanh lý từ từ, các bạn thấy không, rất là nhiều luôn đó, nên mọi người có xem mà có ưng ý á, cái gì á thì cứ gọi điện số dưới rồi add Zalo của ba mình vô, hoặc là Facebook á, rồi ba mình sẽ gửi cái ví dụ các bạn muốn cái chậu gì thì ba mình sẽ gửi cho các bạn cái chậu đó qua Facebook đó, hoặc là Zalo, rồi phương thức thanh toán thì cứ chuyển khoản cho ba mình rồi ba mình gửi xe nha. Và bây giờ mình sẽ đi ra một cái hồ cá của một cái anh khách ở gần đây cho các bạn xem về cái hồ đó trước nha. à, hồ nó là hồi trước là làm hồ bơi, À, là hồ bơi rồi sửa lại làm xong hồ cá. rồi nhà không làm nữa, cái sửa làm hồ cá. Mà hôm bữa nó đi chơi cái mẹ nó qua quên bật oxy chết hết Chết cả hết luôn hồ hả? luôn. Chết hết cái hồ luôn Ờ, hả? giờ Trời nó ơi. mới mua lại mấy con mà nó nhát lắm, mới có chục con á. À, trời ơi, uổng quá vậy. Ý là anh có qua thì em giật lấy cho, Này. múc tay rồi ghê lắm. Cái cây khí thế phải không? À, Ủa cái bữa cái lô anh gửi lên là còn nguyên luôn dạ còn nguyên luôn. hả? Có cái anh bên công an huyện anh lấy cái lô 2 là bên bên công an huyện À. anh nhờ mua giùm, À. còn cái lô của anh là còn nguyên không chết con nào luôn. Cái này khoảng chừng 700 lít không? Chắc cỡ đó anh, Chắc cỡ đó. sâu có 40 chứ mấy, À, sau 40 hả? ngang 60 dài À, mét 2, là à một ngang cái 80 dài mét 2. hồ nhỏ nhỏ xinh xinh các bạn, ngay cổng đi vô có chút đó. Nghe tiếng nước róc rách rồi có làm ba kỳ đồ quá trời phải không, chàng lọc hơi hơi ghê á. Tại nó cũng khá là ghê so với cái hồ nên nước nó cực kỳ trong luôn, Hơn tháng mới thay nước, hơi tháng mới thay, là mình thay cái kiểu mình cũng thay ít ít thôi mà đúng không. thay là em hút lắng này ra thôi, À, bỏ cái xong lắng này rồi ra em hả? xả nước ở trên kia, em có bắt một cái vòi xả nước vô À. em mở ra vậy thôi. À. Nhưng mà mình thích là mình thay thôi, tại vì nó cũng trong,
thấy vậy, tại nếu mà ở đúng rồi mình thích mình thay thôi chứ thật ra đâu quá ấy đúng không, mình cho con cám gì có cám không, có rồi anh cho nó ăn tay á là nó múc à, cá nó cá của anh về nó dặn sẵn rồi mà, đúng rồi à. Đó. Đó, đơn giản nhỏ nhỏ xinh xinh vậy cũng đủ rồi, khi nào mà ghiền lắm rồi bắt đầu lên cá, lên hồ bự. Có anh ba đuôi nữa hả, anh phải ba đuôi không, cá đó cái gì ba đuôi, sao cái đầu nó cũng có cái ấy giống như con răng chu, không phải ba đuôi á à. Đây nước trong à, quá trời trong luôn, đã hả, hôm bữa có bỏ lau kiến mà à, nó to bằng con cá coi nè, nó múc à, múc cá coi nó chóc vẫy, đúng rồi dí theo nó múc nhớt á, nên là bỏ cho người ta, bỏ cho người ta, cho người ta luôn, đúng rồi. Mấy anh ăn khỏe nè, chỉ có cái cá biệt á thì mình nuôi nó lâu lớn thôi. Dạ. Nuôi chơi vui, chơi vui thôi mà, chiều đi làm thì tới tối rồi mở đèn đồ ra ngồi uống trà cà phê, đúng rồi chỗ này ngồi uống trà đâu cũng được, róc rách không, có mấy cái lưu chạy xuống một xíu hả, lưu cờ tạo thác ra là cái lưu là từ bên Ba Kỳ mình xuống Ba đúng Kỳ không, qua xuống. Trên Ba Kỳ mình bỏ gì, bông lọc không hả, bỏ sứ lọc à, sứ đất à, cái gì nhâm thạch rồi sứ thanh đồ à, sứ thanh lấy của anh đó à, sứ hả? Thanh sứ lọc sứ tròn sứ trụ à, rồi bỏ rồi à, là nó chạy xuống đó rồi nó chạy vô cái lưu, dạ, rồi cái lưu chạy xuống thác à, là phía dưới này mình có luồng hay gì không mà thấy nước động có động, luồng đây nè, có à, luồng chung với cái bơm 1.500 ấy đó, 1.200 à, cái hồ 700 mà xài tới bơm 12.000 luôn à, 12.000 ồ là kia luồng, đúng rồi xài bơm lớn về biểu sao nước không trong, bơm lớn nó hút vô lọc tốt thì nó lọc nước nhiều thì nước trong veo luôn, luồng dưới luồng trên luôn á, cái ống em chia hai luôn à, là luồng dưới luồng trên luôn, hồi đó dở cái là hồi em làm là làm hút làm thông thôi à, không làm hút đáy ở dưới à, xong rồi mình lỡ rồi cái coi clip nhiều á, rút kinh nghiệm cái mình đặt ống xuống xong mình thêm đột, một lớp à, xi đổ thêm lớp xi nữa à, mới có hút mặt hút đáy chứ hồi đó là không có à, hồi đó là không có hả, xong rồi thấy sai rồi sửa lại à, sửa nhà, lại vậy nhà là thằng ok, bên đó nó cũng đang đào hồ đó à, đang đào hả, đang đào sau nhà, cái nhà có cái chiếc Mazda 8 à, đó. À, à nó đào sâu á nó, nhưng mà nó em khuyên nó là không xây, lót bạc à, vậy hả, lót bạc chơi lọc bể thôi, nhưng bể nó to hơn bể em à, đất rộng lắm, đất rộng làm dài to dài 4m ngang 2m à, vậy to mà to quá trời luôn, sâu 1m2 á à, còn một cái hồ cá chết là còn nuôi không, là hồ bơi à, hồ bơi luôn hả, mới thả 10 con thử lại coi như thế nào á à, là bên đó anh đó nuôi cá Việt hả, cá gì? Dạ, nuôi cá Việt à, này hồ này hình như cá năm nữa hả, dạ chắc cũng rồi đầu mùa mưa năm ngoái gần được năm à, gần cả năm rồi, gần cả năm là ok rồi, vậy là quá ok, có nó có nhảy ra ngoài hay gặp gì khó không khăn anh, trong nuôi không, không rồi. Có đợt đầu á em mới về em nuôi thử cá ở đây nè, mua à, về á là à, chết à, vậy hả, do mình không biết chăm với lại nước lạ rồi pH à, đồ với lại cái gì vi sinh á chưa tốt à, là về là chết hết, còn một con đen đó thôi à, xong em lấy em ấy vi sinh lại xong em lấy cá anh về là không chết con nào luôn á, từ hồi đó giờ luôn á à, còn nguyên đàn á à, có một con chết là do cá à, chó nó nhảy vô được, chó nó nhảy vô nó quất một con, chó nó quất luôn hả, ủa chó à, gì kỳ vậy, chó nó thấy mấy con này à, chó hoang nhà à, mình mở cửa nè à, à, cái nó vô chứ nó tưởng quốc, chó nhà mình sao kỳ vậy, không chó nhà đâu có chó, nuôi chó, đúng rồi nhà có em bé nữa, với lại nếu mà chó nhà nó thương nó thích mấy con này lắm, dạ, chó nhà mình nó cưng, mình cưng nó là nó cưng mấy con này à, chó hoang cái nó vô nó ăn mất con là à, chết duy nhất một con đó thôi chứ không có bị con, rồi ok rồi bạn à, lâu lâu à, đi à, chuyến này đi có dịp à, ghé thăm một à, cái hồ nhỏ nhỏ xinh xinh của một em trai cũng làm khá là lâu rồi, hồ à, 700 lít khoảng chừng đó, hút mặt ống 60 hả, đẩy à, ống 60 không, cái này à, đúng rồi 40 thôi anh, ống hút đẩy ống mặt à, 42 ống hút đáy
Ông đáy 60 hả? Không, cũng vậy luôn anh. Cũng 42 luôn anh. Vô cái ô lắng xong rồi bắt đầu dùng một cái bơm, bơm 12.000 bơm lên vàng 3 kg và chia một đường ra làm thổi luồng. Rồi từ 3 kg xuống một cái thác. Đó, thác nhỏ nhỏ, thiết kế cây cảnh xung quanh nhỏ nhỏ thôi. À, chải về hồ lại. Rồi nuôi vài em cá. Cái này muốn nuôi cá nhật thì cũng được, nhưng mà chỉ chắc được nuôi hai con thôi, chứ không có nuôi nhiều được. Còn không nuôi cá Việt vậy cho vui vậy được rồi, chứ cá nhật nó lớn lên mất công nó đập ra sai hồ lỡ. Rồi các bạn, hôm nay tại do bây giờ tình hình dịch nó đang chuyển biến rất là căng thẳng, nên có thể là cái chuyến Tây Nguyên mình sẽ kết thúc ở đây luôn, rồi đi về Vũng Tàu nghỉ ngơi, chờ dịch nó hết thì mình bắt đầu đi tiếp cái chuyến ở miền Tây, để cho xong kết thúc xong cái tour xuyên Việt của năm 2021 này luôn nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm những cái tập phía sau của chuyến miền Tây, hay là những cái clip mới về những cái hồ sâu nha. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Bye bye.